rồi. Lớp mình chắc chơi bạn bạn phát tay với các tên là Linh, là ở con nhà Hòa Hợp. Dạ. Dạ. Con là bị gút á. Thì cũng được chắc 6 năm rồi. Không, có thể là bị trước đó 2 3 năm nữa nhưng mà con không phát hiện được. Nhưng con phát hiện được là cách đây khoảng 6 năm rồi. Và do cái chế độ ăn uống với cả con thể dục thể thao cũng tương đối lành mạnh. Nên con cũng kiểu không nghĩ là mình bị gút. Đến khi mà bị nặng rồi đi kiểm tra xét nghiệm mới biết là bị gút. Từ lúc đó con cũng thể dục mới cả dùng nhiều các phương pháp nhưng mà nó cũng không có hiệu quả. Nó kiểu chữa ngọn mà không chữa gốc. Cũng có từng uống sữa alpha lipid ở Hoa Kỳ. Lọ sữa đó là 1.320.000 một lon, uống 28 ngày, cũng dùng trường kỳ mấy năm trời, nhưng mà nó có bớt nhưng mà cái dấu hiệu đào thải của nó chắc là không phù hợp với thuốc. Rồi sau con lại sử dụng rất nhiều các loại thuốc khác, một tháng mấy triệu bệnh, và có những phương pháp khác còn đắt hơn vậy, nhưng mà đến cuối cùng nó vẫn không có cái dấu hiệu đào thải, đặc biệt là các cục tô phi nó không có giảm được. Nhưng mà sau khi biết cái khóa thanh lọc thân tâm này là con biết cũng khá lâu rồi, cũng sắp xếp công việc để đăng ký mấy lần rồi, nhưng mà khi sắp xếp công việc được thì lại full, không có duyên. Lần này mà mới mở ra là con đăng ký cách đây trước là gần một tháng rồi, và cuối cùng cũng được học. Sau hôm nay là ngày thứ tư, sau 4 ngày mình thấy nó đã có cái quá trình đào thải, đặc biệt là với tô phi nó đã nổi lên từ khá lâu rồi thì nó đã xẹp xuống. Tôi rất là mừng. Cảm ơn cả các chương trình, cảm ơn tổ chức, cảm ơn cả nhà.